Theo thông báo từ công ty tư vấn Kissinger Associates, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời tại nhà riêng vào tối ngày 29 tháng 11, ở tuổi 100. Ông Kissinger là nhà ngoại giao nhiều ảnh hưởng, từng phục vụ dưới thời hai tổng thống Mỹ. Ông để lại nhiều dấu ấn lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Là đảng viên Đảng Cộng Hòa, ông Kissinger vẫn có ảnh hưởng cho đến cuối đời, phần lớn nhờ vào việc thành lập công ty tư vấn Kissinger Associates vào năm 1982, và là tác giả của một số cuốn sách về các vấn đề quốc tế. Sau khi rời chính phủ vào năm 1977, ông Kissinger, người từng giữ chức ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia dưới thời hai đời tổng thống là Richard Nixon và Gerald Ford, vẫn đóng góp tiếng nói nổi bật về các vấn đề chính sách đối ngoại của Mỹ mãi sau này. Cựu ngoại trưởng từng nói với đài truyền hình CBS News vài tuần trước khi bước sang tuổi 100, tôi làm việc khoảng 15 giờ mỗi ngày, và ông tự tin khẳng định với các nhà lãnh đạo thế giới như chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình hay tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ trả lời nếu như ông gọi đến chia sẻ trên tạp chí Foreign Policy giáo sư Stephen Walt giáo sư về quan hệ quốc tế thuộc trường Harvard Kennedy cho rằng ông Kissinger đã sống một cuộc đời phi thường sau một thế kỷ những người ngưỡng mộ ca ngợi ông là nhà tư tưởng chiến lược vĩ đại nhất mà Mỹ từng sinh ra dưới thời tổng thống Nixon Kissinger chủ trương chính sách Việt Nam hóa chiến tranh tức là dần chuyển gánh nặng chiến đấu và an ninh cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi Mỹ giảm bớt sự can thiệp trực tiếp, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán Hiệp định Paris năm 1973, một bước ngoặt dẫn đến việc Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và chấm dứt sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông cũng gây nhiều tranh cãi và chỉ trích, bao gồm việc mở rộng chiến tranh sang các quốc gia láng giềng như Campuchia, Lào và sử dụng ngoại giao bí mật. Henry Kissinger nổi tiếng với việc sử dụng ngoại giao bí mật trong quá trình xử lý các vấn đề quốc tế, đặc biệt trong chiến tranh ở Việt Nam. Ông đã tiến hành các cuộc thảo luận bí mật với miền Bắc Việt Nam để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Điều này bao gồm cả cuộc gặp gỡ với ông Lê Đức Thọ, đại diện của miền Bắc Việt Nam, ở các địa điểm tại Paris mà không thông báo cho công chúng. Phương pháp ngoại giao bí mật này cho phép Kissinger thảo luận về các điều khoản và giải quyết những khác biệt mà không chịu áp lực từ dư luận hay chính trường. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng gây tranh cãi vì nó thiếu minh bạch và có thể bỏ qua các quy trình dân chủ. Cuối cùng, những nỗ lực này dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, kết thúc sự tham gia trực tiếp của Mỹ trong chiến tranh và mở đường cho Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Vai trò của Henry Kissinger trong việc thiết lập quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào năm 1972 rất quan trọng và có tính chất lịch sử. Đây là một phần của chính sách mở cửa của Tổng thống Richard Nixon đối với Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng trong chiến tranh lạnh và cân bằng lại quan hệ quốc tế. Kissinger làm cố vấn an ninh quốc gia lúc bấy giờ đã thực hiện một chuyến thăm bí mật đến Trung Quốc vào năm 1971, đặt nền móng cho chuyến thăm chính thức của Nixon vào năm sau đó. Chuyến thăm bí mật này là một bước ngoặt vì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bị đóng băng kể từ thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Trong quá trình này, Kissinger đã gặp chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, thảo luận các vấn đề an ninh và chiến lược, đặc biệt là vấn đề an ninh liên quan đến Liên Xô và tình hình Đông Nam Á. Chuyến thăm này đã mở đường cho việc cải thiện quan hệ giữa hai nước, dẫn đến việc Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và từ bỏ sự hỗ trợ của mình đối với Đài Loan tại Liên Hợp Quốc. Kissinger đã đóng một vai trò then chốt trong việc mở ra kỷ nguyên mới của quan hệ Trung-Mỹ, đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Henry Kissinger cũng đã có một sự nghiệp đầy ấn tượng với nhiều điểm nhấn lớn khác ngoài vai trò của ông trong chiến tranh Việt Nam và việc thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Một trong những thành tựu đáng chú ý khác của Kissinger là tham gia vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng Yom Kippur năm 1973 giữa Israel và một liên minh các quốc gia Ả Rập. Kissinger đã đóng vai trò trung gian thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó làm giảm căng thẳng trong khu vực và củng cố quan hệ của Mỹ với Israel và các quốc gia Ả Rập. Ngoài ra, trong thời gian làm ngoại trưởng, Kissinger cũng nổi bật với chiến lược détente với Liên Xô nhằm làm giảm căng thẳng của Chiến tranh Lạnh thông qua ngoại giao và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí. Sự kiện nổi bật trong chiến lược này là Hiệp định San 1, Hiệp định giới hạn vũ khí chiến lược, một phần quan trọng trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc. Trong những năm sau này, Kissinger tiếp tục góp mặt trong những vấn đề quốc tế thông qua vai trò tư vấn và phân tích. Ông trở thành một nhân vật ảnh hưởng, tham gia vào các diễn đàn quốc tế và viết nhiều sách về chính sách đối ngoại và lịch sử. Dù nhận được nhiều khen ngợi, sự nghiệp của ông cũng không thiếu những lời chỉ trích, đặc biệt liên quan đến chính sách can thiệp quân sự và sự thiếu minh bạch trong ngoại giao. Henry Kissinger mặc dù được biết đến nhiều nhất với vai trò của ông trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và ngoại giao cũng đã bày tỏ quan điểm của ông về trí tuệ nhân tạo phản ánh một sự hiểu biết sâu sắc và cảnh báo về những thách thức mà công nghệ này mang lại Kissinger bày tỏ lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội và chính trị thế giới ông nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cách con người hiểu về thế giới và ra quyết định làm mất đi sự sâu sắc và suy ngẫm trong quyết định của con người khi sinh ra cũng lo ngại về nguy cơ trí tuệ nhân tạo làm mất đi sự kiểm soát của con người, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự và an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, ông cảnh báo những thách thức đạo đức và triết học mà trí tuệ nhân tạo đưa ra. Khi sinh ra nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến việc con người quá phụ thuộc vào công nghệ, mất đi khả năng tự suy nghĩ độc lập và đánh giá. Ông kêu gọi cần có một cuộc đối thoại quốc tế về việc quản lý và kiểm soát trí tuệ nhân tạo để đảm bảo rằng những tiến bộ công nghệ này không gây hại cho xã hội và nhân loại. Ngoài ra, Kissinger cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục và chuẩn bị cho thế hệ tương lai để họ có thể hiểu và điều hướng trong thế giới ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo. Tóm lại, quan điểm của ông về trí tuệ nhân tạo là sự kết hợp giữa cảnh báo và khuyến nghị, nhấn mạnh cần phải tiếp cận công nghệ này một cách cân nhắc và có trách nhiệm. Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100, nhìn lại sự nghiệp gây tranh cãi của ông được đánh dấu bởi nhiều thành tựu nổi bật. Kissinger, đặc biệt dưới thời tổng thống Richard Nixon, đã thay đổi bức tranh chính trị toàn cầu. Nỗ lực của ông trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam dẫn đến việc ông chia sẻ giải Nobel Hòa bình năm 1973 với ông Lê Đức Thọ. Mặc dù ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải, vai trò của ông trong việc mở cửa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và làm giảm căng thẳng với Liên Xô trong kỷ nguyên chiến tranh lạnh cũng rất quan trọng. Những hành động này bao gồm việc cân bằng quan hệ chiến lược giữa Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô đã thay đổi cục diện toàn cầu. Phong cách ngoại giao của Kissinger thường được mô tả là realpolitik một hình thức ngoại giao thực dụng tập trung vào quyền lực và yếu tố thực tiễn hơn là những nguyên tắc ý thức hệ hay đạo đức. Cách tiếp cận này được thể hiện qua việc ông xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế khác nhau, bao gồm chiến tranh Yom Kippur và chiến tranh Ấn Độ Pakistan năm 1971. Mặc dù có những tranh cãi, khi sinh ra được công nhận về trí tuệ, khả năng chiến lược và khả năng điều hướng các vấn đề quốc tế phức tạp. Tổng thống Mỹ Gerald Ford đã mô tả ông là người ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Cộng hòa của chúng ta Ảnh hưởng của ông kéo dài sau thời gian ông trong chính phủ, giúp ông trở thành nhà tư vấn và bình luận viên quốc tế được tìm kiếm, viết nhiều sách và cung cấp cái nhìn sâu sắc về chiến lược toàn cầu. Di sản của Kissinger nói chung được đánh dấu bởi nhiều chỉ trích. Ông phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng lực lượng quân sự trong chiến lược ngoại giao, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Nam Mỹ. Sự tham gia của ông trong cuộc đảo chính năm 1973 ở Chile dẫn đến việc lật đổ Salvador Allende Ngoài ra, nguồn gốc Do Thái của Kissinger và mối quan hệ phức tạp của ông với Israel cũng thêm một tầng nghĩa và tình trạng cạnh tranh về những di sản để lại cho nhân loại của ông. Sự nghiệp của Kissinger phản ánh những phức tạp của quan hệ quốc tế trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động. Chiến lược và quyết định của ông tiếp tục được nghiên cứu và tranh luận, minh họa cho tác động lâu dài của ông đối với chính sách quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.